Xin chào tất cả anh em. Hôm nay Khanh sẽ làm thêm một cái video về xe VinFast, hướng dẫn sử dụng những anh em nào đang mua cái chiếc Plus A giống như Khanh. Thì đây là cái phiên bản Plus, là phiên bản giữa. Thì những anh em chạy phiên bản Base hoặc những anh em chạy phiên bản Full thì có thể sử dụng cái video của Khanh để sử dụng cho chính chiếc xe của mình khi mà đem về mà anh em cần phải mò. Tại vì cái chiếc xe VinFast nó sẽ có những cái thiết kế theo hướng xe BMW, xe châu Âu, thì nó sẽ hơi ngược so với lại cái xe Nhật và xe Hàn Quốc. Thì cái cảm giác anh em đang sử dụng, đã sử dụng xe Nhật, xe Hàn Quốc thì nó sẽ có chút xíu gì đó nó hơi ngược, thì và một số chức năng thì nó sẽ lạ hơn chút xíu. Thì Khanh sẽ làm một cái video này hướng dẫn lại cho tất cả anh em mình. Nếu cảm thấy yêu thích những cái video Khanh chia sẻ, nhờ anh em mình nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất về hướng dẫn sử dụng, khuyến mãi, giá xe, chia sẻ kinh nghiệm. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Bây giờ Khanh sẽ chia sẻ về đầu tiên là giá bán của tháng 1 và tháng 2 VinFast họ công bố mới thì sẽ cao hơn so với lại năm 2020 chút xíu. Về thuế trước bạ thì năm nay cũng không còn là giảm 50% nữa. Thành ra là cái xe giá tổng lăn bánh thì nó sẽ cao hơn so với lại cái xe 2020 nha các bạn. Về xe VinFast Plus thì tổng cộng chia làm 3 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là phiên bản Base. Thì phiên bản Base nó sẽ thiếu đi những cái hệ thống an toàn giống như cảnh báo điểm mù, cúp điện. Đó là những cái mà Khanh muốn chia sẻ với anh em nếu anh em sử dụng phiên bản Base. Và ở phía sau cái bô xe ở phía sau thì nó không phải là bô đôi mà nó là bô đơn. Cái chiếc xe của Khanh là nó đang là bản giữa, thành ra là nó sẽ có là bô đôi. Nhìn cái chiếc xe nó cân hơn. Thì lệch nhau khoảng 80 triệu thì anh em có thể cân đo đong đếm coi mình có nên bỏ ra hay không. Còn bản thân Khanh chọn phiên bản giữa này thì nó sẽ đầy đủ những chức năng của phiên bản full, nhưng máy nó sẽ yếu hơn máy của phiên bản base. Và phiên bản giữa này là 178 mã lực, còn phiên bản full là 228 mã lực. Cái xe của Khanh là về hệ thống an toàn, về trang bị thì sẽ giống phiên bản full, có rèm điện luôn, base thì nó không có. Nhưng nó sẽ thua về cái máy nha các bạn. Và phần mâm, Khanh không chọn phiên bản full bởi vì cái mâm nó quá to, nó không phù hợp với đường Việt Nam, không phù hợp với cách của Khanh chạy. Còn những anh em chạy góc độ nhẹ nhàng, nâng chiếc xe như nâng trứng thì có thể sử dụng cái xe phiên bản full, mâm to sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Khanh xin phép đọc về giá. Giá xe của phiên bản base là 881.695.000. Còn để anh em lăn bánh thì nếu anh em ra biển số của tỉnh thì cộng thêm là 91.500.000, cộng hai khoản lại là 973 triệu. Còn nếu mà anh em mua vay thì chuẩn bị trước giùm Khanh chiếc xe này là 285 triệu, là đã bao gồm tất cả phí thuế để đem xe về. Đây là giá xe chưa bao gồm cái chương trình ưu đãi voucher. Những anh em nào có voucher thì mình sẽ có những cái ưu đãi riêng và khuyến mãi thêm nha. Đối với phiên bản Plus là phiên bản giữa của Khanh thì nếu anh em mua tháng 1 và tháng 2 là giá 948.575.000. Còn để lăn bánh cho biển số ở Hồ Chí Minh thì anh em tổng giấy tờ là 1.065.000. Còn nếu lăn bánh ở tỉnh thì nó là 1.045.000, 1.045.000 và 1.065.000. Còn nếu anh em ra biển số mà qua ngân hàng, lăn bánh mua xe qua ngân hàng thì nó sẽ chuẩn bị tổng giấy tờ là 325 triệu là để đem chiếc xe này của Khanh về. Còn nếu anh em chọn phiên bản full, phiên bản cao nhất, giá của xe nó là 1.074 triệu. Còn để lăn bánh biển số ở Hồ Chí Minh nó là 1.204 1.204. Còn để anh em lăn bánh biển tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn 20 triệu, có nghĩa là 1.184 triệu. Còn nếu anh em mua qua ngân hàng, chuẩn bị trước giùm Khanh là 364 triệu là đem xe về. Đó là tổng giấy tờ. Và những cái giá của Khanh chia sẻ là nó chưa bao gồm những cái voucher về tri ân của bên VinFast, giống như là mua nhà, đổi xe, vân vân. Và những cái khuyến mãi thêm, trang bị. Nó cũng, cái voucher về cái Fadi thì nó là 70, voucher về xe Lux thì nó là 150 triệu, và voucher về xe Lux SA
nó là 200 triệu. Ngoài ra anh em mà có đổi xe của Vin thì sẽ có voucher tri ân thêm 30 đến 50 triệu nữa. Thì tùy theo điều kiện của mỗi anh em, mỗi gia đình thì mình sẽ có thêm những cái voucher khác nhau, thì sẽ có giá thành lăn bánh nó sẽ khác nhau chút xíu. Đây là cái giá của Khanh đọc là giá tiêu chuẩn dành cho tháng 1 và tháng 2 sau khi VinFast họ trừ đi cái chương trình giảm thuế trước bạ 100% thuế trước bạ tháng 1 và tháng 2 nha. Rồi, còn về cái chương trình anh em mà mua vay thì anh em có thể sử dụng cái chương trình riêng của VinFast thì vay miễn lãi suất 2 năm đầu 0%, thì nó cũng là một cái chương trình tương đối rất là tốt. Và sau năm thứ 3, bắt đầu từ năm thứ 3 thì lãi suất của nó là không quá 10.5% một năm. Thì chia ra nó cũng các bạn lấy tháng thì các bạn lấy 10.5% một năm, các bạn chia cho 12 tháng thì nó sẽ ra số tiền lãi hàng tháng. Còn bản chiết tính thì nó sẽ tùy thuộc vào hồ sơ và số tiền chuẩn bị trước. Cái số tiền của Khanh đọc là số tiền tiêu chuẩn. Còn những anh chị mình có chuẩn bị nhiều tiền hơn thì nó sẽ có một cái bảng chiết tính ngược lại, và thời gian vay nó sẽ dao động tùy theo cái nhu cầu của từng gia đình. Các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline để các bạn bán hàng tư vấn rõ hơn cho gia đình mình nha. Câu chuyện bây giờ thì Khanh sẽ giới thiệu cho mình hướng dẫn sử dụng xe. Đây là cái chiếc chìa khóa của xe VinFast. Đây chìa khóa, thì chìa khóa này Khanh bọc da lại rồi, thì nó sẽ trên chìa khóa nó chỉ có 3 nút thôi các bạn. Nếu các bạn cầm hướng này thì nó là lóc mở lóc cửa nè, lóc cửa và mở cốp. Thì đối với cốp xe của phiên bản Khanh đang sử dụng nó là cốp điện, thì các bạn có thể đè giữ đây, cốp xe sẽ mở lên. Đó. Còn nếu mà anh em mình muốn đóng cốp lại thì có thể đè giữ từ xa, cốp xe sẽ đóng lại. Còn nếu anh em để chìa khóa trên người, đây để chìa khóa trên người, để chìa khóa trên người nha. Rồi, anh em đứng ngay sau xe thì có thể bấm cái nút ở phía dưới chữ F. Các bạn nhìn thấy chữ F nè, bấm phía dưới chữ F, bấm vô cái nút thì nó sẽ mở lên. Đây, khi mà nó mở lên thì nó có một cái lỗ chỗ này nè, các bạn bấm vào đây. Đây. À, bấm vào cái khoang này. Còn nếu mà anh em mình đóng cốp lại thì sẽ nhấn nút này. Đó, đây là cái phần cốp sau của xe. Thì cốp sau của xe nó sẽ có camera da. Camera này của phiên bản Khanh nó sẽ là chung bộ với là camera 360 độ luôn. Rồi cảm biến góc, tổng cộng cảm biến thì nó sẽ có 12 cảm biến. 4 trước, 6 trước, 6 sau nha, 12 cảm biến tổng hết. Rồi, đây là cái phần đèn. Đối với một số anh chị nhìn chiếc xe VinFast mà đậu ban đêm mà nó bị đèn một bên, tức là có vẻ là giống như cái đèn nó bị đứt. Nhưng thực chất là nó không đứt. Đây là cái đèn định vị khi các bạn đậu xe ban đêm. Thì người ta mở một cái đèn định vị một bên. Đây, một bên. Để cho cái xe phía sau hoặc là xe sắp đi tới nhìn thấy là cái chiếc xe này đang đậu. Yeah, nó sẽ mang tính chất an toàn hơn thay vì nhấn đèn hay da. Rồi, tùy theo phong cách. Đây là phong cách của xe Đức. Thì nó sẽ khác chút xíu so với lại cái xe của Nhật và xe của Hàn các bạn nha. Rồi. Em xích qua đây. Đối với xe VinFast thì cái phần nắp xăng á, nắp xăng họ sẽ làm bên phải của người tài xế. Chính vì vậy thì nó sẽ hơi ngược so với xe Nhật và xe Hàn Quốc. Các bạn sẽ nắp xăng này thì các bạn mở lóc cửa, bấm mở lóc cửa. Rồi, bấm mở lóc cửa thì các bạn sẽ mở được nắp xăng. Còn khi mà các bạn bấm lóc cửa lại luôn, đây Khanh bấm lóc cửa lại luôn, rồi thì nó sẽ khóa luôn cái nắp xăng và nó không có cần giật nha các bạn. Anh em mình đừng có kiếm cái cần giật trên cái xe này. Đó là một cái điểm mà nó sẽ khác biệt chút xíu so với những anh em đang sử dụng những chiếc xe có quen thuộc có cần giật. Rồi, và trong cái nắp xăng này thì cái phần nắp dặn á, Khanh cũng lưu ý chút xíu là đối với xe Nhật, xe Hàn Quốc thì các bạn dặn thì nó sẽ nghe tạch 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 tạch. Còn cái này thì dặn qua, mở ra nha, mở ra thì nó dặn qua một nấc thôi, chứ nó không có nghe một cái khớp nhảy. Thì nó cũng thao tác, cái này là thao tác khóa để cho các bạn biết là cái nắp xăng nó đã cứng rồi. À, nó cũng như nhau thôi, nhưng mà cái cảm giác vặn cái nắp xăng nó sẽ khác. Và các bạn lưu ý ở đây nhà sản xuất họ cũng ghi rất là rõ là sử dụng xăng không chì
95 min, tức là cái xe này là chuẩn châu Âu, thì động cơ chuẩn châu Âu thì sử dụng thấp nhất là xăng 95 nha các bạn, không sử dụng xăng 92 nha. Các bạn lưu ý giúp dùm Khanh vấn đề này. Nếu mà các bạn sử dụng xăng 92 thì nó có khả năng là nó sẽ báo lỗi ca vàng ở trên đồng hồ táp lô đó, do mình sử dụng xăng không đúng tiêu chuẩn. Rồi nếu mà kẹt lắm thì các bạn đổ một ít thôi, để chúng ta chạy tới một cây xăng nào có xăng 95. Lưu ý giùm Khanh vấn đề này. Và xăng 95 thì không phải cây xăng nào nó cũng có đủ đâu các bạn, nhất là các bạn đi tỉnh, còn ở Hồ Chí Minh thì đầy. Và khi mà cái nắp xăng này mở ra thì nó có một cái cây chọt ra nè. Đấy. Cái nắp xăng mở ra thì các bạn dựng cái nắp xăng ở đây. Nhớ giùm Khanh đừng có để nó treo toàn ten. Thì treo toàn ten thì nó sẽ làm chạy cái xe của các bạn. Rồi dặn lại thôi. Rồi một cái trên cái remote nữa là cái chức năng hạ gương từ xa. Thì khi mà các bạn lắp cửa lại, đối với chiếc xe mình lắp cửa lại, thì các bạn chỉ cần nhìn thấy gương hậu nó xếp lại, chắc chắn 100% chiếc xe đã được lắp cửa. Một tính năng rất là hay, rất là hữu ích mà Khanh đang sử dụng và rất là thích hướng dẫn cho các bạn cái chức năng này. Chỉ cần ngồi quán cà phê thôi là biết chắc chắn chiếc xe của mình đã được lắp cửa rồi, không cần phải móc cái chiếc chìa khóa ra bấm lại. Và trên chìa khóa này các bạn muốn hạ kính từ xa thì các bạn chỉ cần bấm đè giữ cái nút mở lóc cửa. Đè giữ nè. Đè đây. À, các bạn thấy không? Bốn cánh kính cửa nó sẽ hạ xuống. Thì câu chuyện là các bạn đậu ở ngay trời 12 giờ trưa. À, thì các bạn sẽ mở bốn cánh kính cửa hạ xuống để cho nhiệt độ trong xe nó thoát ra. Và khi mình vào trong xe thì nó đã mát rồi. Và nếu mà giả sử các bạn không vào trong xe mà các bạn cảm thấy trời mưa thì các bạn có thể lên kính từ xa. Thì chúng ta sẽ bấm nút lóc cửa lại. Đây nút lóc cửa chúng ta đè giữ. Đấy. Bốn cánh kính cửa nó sẽ tự động chạy lên cho các bạn. Đây là một cái tính năng ẩn. Thì chỉ qua những cái video giới thiệu và tìm hiểu thì các bạn mới biết thôi. Đấy. Có sẵn trên xe không cần phải trang bị gì thêm. Giới thiệu với anh em mình, đây là phần mâm xe. Thì mâm xe gốc của nó là màu đen, màu bạc thì Khanh đã sơn lại màu đen rồi. Đối với mâm xe này là mâm 18 inch, xài vỏ Michelin. Thì nhà sản xuất họ đã có sẵn cái chức năng là cảnh báo áp suất lốp. Nhưng mà cảnh báo của họ là không có biết chi tiết là áp suất của mình bao nhiêu. Chính vì vậy mà bánh xe này mà có xẹp đi đó, thì nó mới báo. Thì câu chuyện nó đã lỡ rồi. Thì Khanh mới gắn thêm cái cảm biến áp suất lốp vào để biết được là từng bánh xe bao nhiêu ký, nhiệt độ bao nhiêu, thì Khanh sẽ chủ động hơn trong cái việc mà cân chỉnh bánh xe nó sẽ tốt hơn. Tại vì ở phía sau cốp á, nhà sản xuất họ đã có cho mình cái bơm lốp. Đây, bơm lốp và keo vá. Lưu ý giùm Khanh là xe này là không có bánh xe dự phòng nha. Đây. Cái keo vá, đây chai keo vá. Đây. Nếu mà bị lủng lớp thì bỏ keo vào. Đó. Rồi. Cái bơm lớp. Đây bơm lớp. Rồi. Một. Đây là cái đồ kéo xe. Thì cái đồ kéo xe này nó sẽ bỏ vào cái nắp này ở phía sau. Đây các bạn thấy không? Chúng ta cậy cái nắp này ra để dặn nó vô để kéo xe trong trường hợp kéo. Ok. Trong phần cốp xe thì cốp xe VinFast thì một trong những cái cốp tương đối nhỏ. Nó có trang bị cho các bạn một cái tấm phản quang nè. Cái tấm này để các bạn khi mà chiếc xe của các bạn đậu mà có sự cố gì đó thì các bạn để cái tấm phản quang nó xa cách đó khoảng mấy mét để cho người đối diện người ta biết chiếc xe của mình là đang có sự cố. Rồi, khi mà ra vào xe thì phần tay nắm cửa nó sẽ có một cái nút để các bạn ra vào. Thì các bạn chỉ cần bấm nút này. Thì cái gương hậu nó sẽ bung ra để các bạn biết được là chiếc xe mình đã nhận diện. Và phía trong lòng của cái tay nắm này nó có bóng đèn nữa các bạn. Đi ban đêm thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Tại do ban ngày thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái lòng. Cái đèn nó rọi vào, cái đèn LED nhỏ thôi. Và khi các bạn bấm lóc cửa lại. Đây. Thì nó sẽ nghe cái tiếng kèn nó kêu lên. Thì cái này là hoàn toàn bình thường. Các bạn cũng đừng có lấy làm lạ. Đối với những cái xe châu Âu thì cái việc mà bấm lóc cửa lại nó nghe cái toan cái trên cái kèn là bình thường nha. Và đối với xe VinFast, khi các bạn để hệ thống đèn tự động. Đây.
cái chế độ đèn nè, các bạn thấy chữ auto không? Đây, cái chữ A nè. Đó, các bạn để chữ A này, các bạn lóc cửa lại ban đêm thì cái đèn nó sẽ sáng khoảng 30 giây nó mới tắt nha các bạn. À, sau đó nó sẽ tắt hoàn toàn luôn, các bạn đừng có lo lắng về cái việc mà cái đèn khi các bạn bấm lóc cửa lại mà nó vẫn còn sáng, 30 giây sau thì nó sẽ tự động tắt cho các bạn. À, ở đây thì nó sẽ có một cái cần giật. Đây, cái cần giật này là của nắp capo phía trước. Rồi. Rồi, đối với nắp capo phía trước thì Khanh muốn giới thiệu. Đối với nắp capo phía trước thì các bạn bên trái của cái logo nè, bên trái của logo nè, nó có sẽ có một cái cần lẫy. Đây, các bạn nhớ giùm Khanh, bên trái logo nó có cái cần lẫy nè. Đây. Đây cần lẫy nè. Bên trái logo nha, các bạn gờ tay vào đưa sát lên. Rồi, trong cái phần động cơ này thì chu kỳ bảo dưỡng của xe VinFast nó sẽ khác với lại xe Nhật. Xe Nhật thì các bạn chạy 1.000 cây thì sẽ vào cân chỉnh thay nhớt, hoặc là không thay cũng phải cân chỉnh vào 1.000 cây. Rồi 5.000 cây, 10.000 cây, 15.000 cây, 20.000 cây, coi như là chúng ta sẽ vào đại lý mỗi 5.000 cây một lần. Nhưng đối với xe chuẩn châu Âu và xe VinFast làm chuẩn châu Âu thì nó sẽ là 8.000 cây đi vào một lần, không cần bảo dưỡng mốc 1.000. Câu chuyện là ở nhà trong từ 1.000, từ lúc mua xe về cho tới lúc 8.000 km thì các bạn chỉ việc mở nắp capo này lên và đổ nước rửa kiếng thôi. À, chúng ta sẽ không cần phải cân chỉnh bất kỳ cái gì trên cái động cơ này nữa. Thì nước rửa kiếng thì nó sẽ là cái nắp màu đen. Đây, nước rửa kiếng các bạn đổ vào giúp giùm Khanh. Đổ nước sạch thôi. Còn nếu mà anh em nào có điều kiện thì chúng ta sẽ mua thêm cái dung dịch mà nước rửa kiếng, chúng ta đổ vào thêm. Đó. Thì dung dịch nước rửa kiếng á, thì Khanh thường hay sử dụng những cái chai là những cái chai dung dịch mà đậm đặc á, thì nó sẽ đổ khoảng 20ml thôi thì nó sẽ pha được mấy lít nước luôn. Rồi. Còn nhớt xe thì các bạn vào 8.000 cây họ sẽ cân chỉnh một lần cho các bạn. Còn chi phí bảo dưỡng của mốc 8.000 cây thì nó tương đối rẻ, nên nó khoảng đâu 1 triệu đồng của các bạn thôi, rất là rẻ. Khanh sắp tới sẽ làm những cái video về chi phí từng cái món phụ tùng để cho những anh em xài xe được rõ, là tại vì tâm lý một chiếc xe Đức anh em ai cũng biết là vừa đẹp vừa đẳng cấp, vừa bốc vừa an toàn, nhưng ai cũng sợ xe Đức bởi vì xe Đức mất giá, chi phí bảo dưỡng cao. Còn nếu anh em chọn VinFast thì anh em sẽ được những cái của xe Đức là gì? Lái xe an toàn, chắc chắn, động cơ bốc êm, nhưng chi phí bảo dưỡng thấp hơn xe Đức rất rất nhiều, và chi phí phụ tùng rất thấp hơn rất là nhiều. Nếu anh em mà đang thích xe Đức thì có thể chọn VinFast là một sự lựa chọn thay thế khi anh em ngại về vấn đề phụ tùng và bảo dưỡng. Rồi, như vậy thì chỉ cần đổ nước rửa kiếng thôi và đóng nó lại thôi, khỏi cần phải suy nghĩ gì hết. Còn ở đây thì nước làm mát nè. Đây là nước làm mát, thì các bạn chỉ cần nhìn thấy nó là được rồi, không cần phải thay thế gì hết, nó sẽ thay theo chu kỳ rất là lâu. Và các bạn nhìn thấy nó là để trong trường hợp là chuột bọ mà nó cắn á, thì chúng ta sẽ kịp thời thay thế. Rồi. Những cái cảm biến, đây là những cái cảm biến gốc của xe nha. Thì đối với hệ thống cảm biến gốc của xe, các bạn lưu ý cảm biến gốc camera 360 độ chỉ làm việc ở tốc độ dưới 15 km khi các bạn đang chạy tới. Còn gear thì nó hoạt động bình thường. Khi các bạn chạy tới tốc độ trên 15 km/h thì nó sẽ tự động ngắt cái hệ thống đó đi. Đó, các bạn chạy ở dưới bắt đầu trở xuống dưới 15 km/h thì chúng ta sẽ nhấn một cái nút của hệ thống camera gear, hoặc là hệ thống camera, hoặc là hệ thống mà cảnh báo và cảm biến. Rồi, bây giờ Khanh sẽ mời tất cả anh em vào trong xe. Giới thiệu với tất cả anh em mình là cái phần tay nắm ngay cái ghế tài xế. Thì nếu anh em muốn chỉnh gương bên phải, gương bên trái thì chúng ta sẽ bấm nút này. Chỉnh gương bên trái bên phải nè, bấm gương bên trái thì bấm qua chữ L, gương bên phải bấm qua chữ R. Còn cái nút này là cái nút gập gương chủ động, khi các bạn bấm vào thì nó sẽ gập gương. Nhưng đối với xe của mình thì đi ra ngoài bấm lóc cửa lại tự động nó gập gương rồi, thành ra cái nút này các bạn gần như không cần phải sử dụng. Cái này là chỉnh mặt gương phía dưới,
khi các bạn bấm vào thì bấm vào bên trái hoặc bên phải thì chúng ta sẽ chỉnh cái lồng gương 4 chiều. Đây là lồng gương 4 chiều nha. Đây là chỉnh 4 cánh kiến cửa. Và lưu ý là 4 cánh kiến cửa của xe VinFast là một chạm. Có nghĩa là khi các bạn bấm một lần thì tự động nó hạ. Đây là Khanh bấm cho các bạn xem nè. Một chạm có nghĩa là bấm nè, bấm cái nè, nó tự động chạy lên nè. Đó, một chạm, bấm xuống nè. Một chạm này là có chống kẹt. Không biết có ai có thử không ạ? Đây, chống kẹt nha. Đó, thì câu chuyện là khi mà một cô xót vé ở ngay trạm thu phí mà lỡ đưa cái tay vào mà các bạn lỡ bấm lên thì cái tay của cô đó không bị kẹt. Rồi, anh em nhớ nhẹ nhàng nha. Rồi, cái đó để phòng ngừa thôi. Còn cái nút dài phía dưới, ở đây, cái nút dài phía dưới khi các bạn nhấn vào thì nó sẽ có cái lóc kiến. Đây là khóa kiến trung tâm, thì khi các bạn bấm nút này thì các cánh kiến cửa là không hạ kính được, trừ ngay cái bạn điều khiển của ghế tài xế thôi. Còn ở phía sau là không có bấm chạy lên chạy xuống được. Các bạn nhớ lưu ý giùm Khanh. Còn bình thường đối với xe Nhật á, thì cái tay nắm này nó sẽ có thêm một nút nữa, đó là nút khóa cửa trung tâm. Thì cái khóa cửa trung tâm đối với xe VinFast nó đưa về màn hình. Đây, mời các bạn. Nó đưa vào trong màn hình. Đây là cái nút khóa cửa trung tâm. Khi các bạn bấm vào đây, nó sẽ mở và khóa cửa trung tâm. Nó không theo tay nắm cửa nha. Còn cái đèn hay da thì nó sẽ nằm ở đây. Rồi, nhớ giùm Khanh. Đây là cái trụ B. Trụ B này là nó sẽ cho các bạn cái thông số. Thứ nhất là thông số lớp. Thì nếu mà chúng ta chạy thì các bạn để 2,5 kg là nó hợp lý. Đây, nó có đầy đủ. Cần các bạn muốn biết là cái xe của các bạn là năm sản xuất là bao nhiêu thì ở đây nó ghi rất là rõ năm sản xuất ở đây dành cho tất cả anh em. Lúc nãy thì Khanh có chia sẻ là cái áp suất lớp á, cảm biến áp suất lớp thì Khanh gắn một cái màn hình rời. Thì khi mà cái màn hình rời thì các bạn sẽ biết được chi tiết là áp suất từng bánh xe là bao nhiêu, cũng giống như là nhiệt độ. Và cái cảm biến này thì nó sẽ xài năng lượng mặt trời, chúng ta không cần sạc, chỉ cần để trên xe thôi, rất là tiện. Cái này nó sẽ biết chi tiết hơn, các bạn sẽ chủ động hơn khi các bạn lái xe. Rồi, đối với xe VinFast phiên bản giữa và phiên bản cuối thì nó có một cái dở, đó là lưng ghế thì chỉnh điện. Đây là chỉnh điện nha, ngã lưng nè. Đây, chạy hạ xuống nè, chạy lên nè. Đó, tức là nó chỉ điều chỉnh lên xuống, ngã lưng. Và chạy tới chạy lui nó bằng cơ. Lưu ý giùm Khanh, bằng cơ nha. Bằng cơ có nghĩa là các bạn phải bấm một cái cần ở dưới đây nè, dưới ghế nè, nó có một cái cần ngay cái tay Khanh nè. Đó, bấm vào. Đó, mới trượt được. Rồi. Cái này nó rất là khó chịu, còn bản full thì nó chạy điện luôn. Chỉ có cái bản giữa và bản cuối á, là nó đang chạy cơ. Thành ra là anh em nào xài cái bản giữa giống như Khanh và bản base á, thì sẽ hơi khó chịu chút xíu. Chúng ta có thể độ thêm là nhớ ghế chỉnh điện luôn. Cái đó anh em nào cảm thấy là không thích cái này thì có thể độ thêm. Sắp tới thì Khanh cũng sẽ nâng cấp. Rồi, cụm bên đây nè. Các bạn có thể là mở đèn. Đây là mở đèn nè. Đó. Còn các bạn dặn cái này là dimmy nè. Đấy, dimmy mà mở đèn theo kiểu mà đèn cốt mà mở tay á. Rồi các bạn tắt tay nè. Đó, tắt nè, mở đèn tay nè. Đó. Còn chuyển qua đây là chữ auto. Khanh khuyên nên để auto. Vào tối tự động bật, đi vô hầm tự động bật, không cần phải suy nghĩ. Và khi ban đêm á, cái chức năng mà hồi nãy Khanh có chia sẻ là các bạn để nút auto, ban đêm các bạn bấm lock cửa lại thì cái đèn nó sẽ sáng cho các bạn khoảng 30 giây. 30 giây này nó gọi là đèn chờ dẫn đường, đủ để thời gian cho các bạn là chuyển lên từ dưới hầm mà đi lên trên tầng. Cái hầm của mình nhiều khi bị tối á các bạn. Một chức năng rất là hay và các xe Nhật bây giờ đều có chức năng này. Cái nút kế tiếp của xe đó là cái nút điều chỉnh cái đèn cos, độ cao độ thấp của đèn cos. Nếu anh em nào cảm thấy là cái đèn cos của mình á là nó bị thấp á, thì các bạn có thể lăn, nó sẽ chạy lên chạy xuống. Cái này điều chỉnh cơ. Rồi. Cái nút này là các bạn mở cốp sau, đè giữ thì cái cốp sau nó sẽ mở lên,
đối với xe phiên bản giữa và phiên bản cao thì nó sẽ cúp điện thì nó sẽ có cái nút này, còn bản bay nó sẽ không có nút này nha. Đây là cái nút camera 360 độ, khi các bạn bấm vào thì cái màn hình trung tâm nó sẽ hiện ra 360 độ. Khi các bạn nhấn vào camera 360 độ á, thì cái màn hình trung tâm nó sẽ hiện ra camera 360 độ. Và ở đây các bạn muốn xem góc nào thì các bạn chỉ cần bấm vào cái màn hình thôi. Đây là góc bên phải nè, góc bên trái nè, góc phía sau nè, góc phía trước nè. Camera 360 độ của xe thì nó thật sự nó hơi tệ, các bạn đi ban đêm không thấy. Rồi, nhớ giùm Khanh nha. Và khi mà các bạn chuyển cần số về chữ R, yeah, thì tự động camera 360 độ thì nó sẽ kích hoạt luôn cho các bạn. Đây là cái phần vô lăng của xe. Thì khi anh em nào mà có điều chỉnh cái vô lăng thục thò bốn hướng thì các bạn sẽ gạt một cái cần ở phía dưới đây. Nó có một cái cần, đây cái cần. Đó, chúng ta gạt xuống rồi điều chỉnh. Chạy ra, chạy vào, lên xuống, đây, lên xuống, ba vào. Mình sẽ điều chỉnh như thế nào để cho cái tay của các bạn khi mà cầm tới đỉnh vô lăng á thì nó hơi cong, thì các bạn lái xe đánh lái nó sẽ thoải mái cái tay nhất. Còn nếu mà các bạn bị thẳng quá thì lúc đó các bạn lái nó sẽ vướng chồm lên, như vậy các bạn sẽ mỏi. Và khi mà gặp tình huống bất ngờ thì các bạn sẽ không đánh lái được. Các bạn nhớ giùm Khanh, mình sẽ chỉnh làm sao để cho cái vô lăng nó vừa, như vậy các bạn lái xe nó sẽ thoải mái nhất cho trong quá trình lái. Rồi, nút đề thì thay vì xe Nhật nó nằm ở chỗ này thì xe VinFast nó nằm vị trí này. Xe Nhật thì nó sẽ nằm ở ngay cái chỗ cái cục chỗ này, ngay chỗ cục này, thì xe VinFast nó chuyển xuống dưới. Khi các bạn đề lên thì cái động cơ nó sẽ có cái dòng tua nó hơi lớn hơn chút xíu, và sau đó cái máy nó nguội rồi thì nó sẽ giảm cái dòng tua xuống, là thường là nó rơi vào buổi sáng. Thì đây là một cái điều kiện hoạt động rất là bình thường, anh em cũng đừng có lo lắng mà cũng đừng có hỏi tại sao mà cái chiếc xe của mình bị dòng tua nó lớn khi buổi sáng. Đây, các bạn lưu ý giùm Khanh một vấn đề là cái xe của mình á, cái cụm bên trái cái cần bên trái nè, đây cái cần bên trái, thì các bạn chuyển xi nhan, đây xi nhan phải nè, xi nhan trái nè, đá đèn nè, đó đèn giữ nè, cái này là 4 chiều nha, đây 4 chiều. Và ở phía đây nó có cái chữ BC. BC này là back lại đó các bạn, back lại, back home của cái màn hình trung tâm mà. Khi các bạn bấm vào chữ BC, đây là chữ BC nè, đó thì cái màn hình này nó sẽ trở về cái chữ Y. Cái chữ Y ban đầu. Nếu mà các bạn bấm chuyển qua cái chế độ mà la bàn nè, điện thoại nè, các bạn bấm vào chữ BC thì nó sẽ nhảy về chữ Y ngay lập tức. Rồi. Về cụm bên trái, đây là cụm phím điều khiển âm thanh. Thì âm thanh này đầu tiên là nó nghe và từ chối cuộc gọi. Nghe và từ chối cuộc gọi là nút này, còn chỉ một nút thôi. Rồi cái nút sau tức là chuyển các chế độ FM, AM, USB, Bluetooth. Rồi cái này là chuyển bài, chuyển đài. Cái này là ra lệnh giọng nói. Đây là volume lớn nhỏ, còn các bạn nếu mà muốn là tắt cái âm thanh volume thì các bạn có thể nhấn vào thẳng cái nút mic này, đè giữ thì nó sẽ tắt cái âm thanh. Rồi, cụm bên phải của mình thì nó sẽ có là điều khiển ga tự động cruise control. Các bạn muốn xài ga tự động cruise control thì trước khi xài, tại vì cái xe này nó không có giữ cái chế độ ga tự động cruise control, thì khi mà các bạn xài thì các bạn sẽ bấm vào nút này. Thì trên đồng hồ nó sẽ hiện ra cái km trên giờ chỗ này. À, ngay cái tay Khanh đây nó hiện ra km trên giờ chỗ này nè. À. Và các bạn chạy ở tốc độ mà các bạn mong muốn thì các bạn sẽ bấm chữ set bằng cách là gạt xuống. Đây, gạt xuống nha. Đây các bạn nhìn vào nè, nó có chữ set nằm phía dưới, rồi các bạn bấm gạt xuống là chúng ta sẽ giữ cái tốc độ của chúng ta mong muốn. Các bạn muốn, thí dụ đi các bạn giữ tốc độ 40 mà các bạn muốn tăng lên thì các bạn bấm lên thì nó sẽ lên 41, 42, 43, 44, 45. Các bạn đe giữ một cái nữa thì nó sẽ lên lần 10 cây số. Rồi. Hoặc là các bạn muốn giảm thì chúng ta sẽ giảm. Đây. Đó. Còn ở trên nó là chữ reset, có nghĩa là khi các bạn đã mất cruise control rồi, đạp phanh cái là nó sẽ mất cruise control. Thì các bạn muốn trở lại tốc độ 40 hồi nãy các bạn set thì các bạn bấm lên thì nó sẽ trở về cái chế độ mà reset lại cho các bạn. Rồi cái phần cụm phím này nó sẽ điều khiển cái màn hình trung tâm ở trong đây, điều khiển màn hình trung tâm.
Bây giờ nếu mà các bạn bấm qua trái nè, là đây là chữ map nè. À, các bạn phải bấm qua. Còn các bạn muốn vào trong chế độ nào đó thì các bạn bấm vào chữ OK, bấm vào. Đây tất cả là nó tiếng Việt hết các bạn. À, nó tiếng Việt hết. Thành ra là cũng không phải vấn đề gì là khó chịu. Còn các bạn muốn trở lại thì các bạn bấm vào cái dấu mũi tên thì nó sẽ trở lại, hoặc là các bạn bấm vào chữ BC trên đây. Đây BC nè, bấm vào BC. Rồi, nó sẽ trở lại cái home ban đầu. Thì trong cụm màn hình thì nó sẽ có những cái chức năng như sau. Trong cụm màn hình thì nó sẽ đầu tiên chữ Y này là chữ Information, thì các bạn có thể reset bằng cách đó là các bạn đè giữ chữ OK. Thì cái hành trình trip A trip B á, thì nó sẽ reset về không. Hiện tại thì Khanh đang chạy mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 7.5 lít cho 100 cây số và ở tốc độ là 42 km/h. Đó, còn nếu mà Khanh chạy ở tốc nếu mà về tiêu hao nhiên liệu chiếc này đi đường trường thì nó khoảng 7 lít 100 cây, đi đường thành phố thì khoảng 12 lít 100 cây. Tại do Khanh đi là đi hỗn hợp. Các bạn muốn reset nó thì các bạn bấm đè giữ về không. Đó. Cái số bên đây là cái số km xe đã đi được, nó gọi là ODO trên tất cả những cái xe Nhật, xe Hàn. Thì cái số km đã đi được thì nó sẽ lên thôi chứ không có xuống. Thì xe này tới 8.000 cây sẽ bảo dưỡng. Các bạn nhìn vào 8.000 cây nha. Còn cái này là số của trip A. Trip A tức là hành trình A đó. Đây nè, hành trình A nè. Các bạn số km nó nằm đây thì nó chỉ có hiển thị của trip A thôi. Rồi, đây là 34 là nhiệt độ bên ngoài nè. Rồi, đây là đồng hồ dòng tua, đồng hồ tốc độ nè. Đây là cái xăng xe, và các bạn thấy dấu mũi tên nó nằm bên phải, tức là cái nắp xăng của các bạn nằm bên phải. Còn dấu mũi tên này chỉ qua bên trái, tức là cái nắp xăng của các bạn chỉ qua bên trái. Rồi, đây ở phía đây là dấu hiệu đeo da đai an toàn. Còn cái này là ga tự động cruise control. Đó. Các bạn mà muốn dừng cái tắt cái chế độ mà dừng động cơ khi mà đậu đèn đỏ đó. Đây là cái chữ A nè. Nó có chữ A nè. Đây cái chế độ này nó hay nhưng mà nó thật sự nó hơi ngu. Có nghĩa là các bạn đạp về không thì nó dừng luôn. Tức là trong quá trình mà các bạn xoay chuyển đầu trong trong hẻm nè, trong nhà xe nè, trong chỗ hẹp nè, mà các bạn cứ xoay chuyển mà cứ đạp phanh cái nó về không là nó tắt. Rất là khó chịu. Và cái này ở nhiệt độ bên ngoài mà trên 30 độ C, tức là hiện tại 34 độ C, thì nó sẽ báo là cái chế độ mà dừng động cơ sẽ không hoạt động. Thì đối với Khanh lên xe là tắt luôn nó này. Thì khi mà tắt các bạn sẽ có một cái dấu hiện lên. Đây, cái dấu chữ A màu cam hiện lên là nó tắt. Đây Khanh mở lại nè. Đó thì nè, chữ A xanh. Tắt nó đi. Đó, tắt nổ động cơ. Đối với Khanh khuyên tắt đi, tại vì cái này không hoạt động tốt. Rồi. Khi các bạn lái xe thì các bạn bấm vào trong cái information á, chữ Y á. Bấm vào chữ Y thì nó sẽ chuyển các nhiều thông tin là km/h nè, chip A, chip B nè, km nè. Thì nếu các bạn nhìn đồng hồ cơ nó không quen thì nó sẽ nhìn đồng hồ điện tử ở đây. Rồi. Tiêu hao nhiên liệu nè, số km còn lại tương ứng với cái lượng xăng còn trong xe. Tức là các bạn nhìn vào số này thì các bạn còn đi được 564 cây số nữa mới hết xăng. Bấm qua nữa là sẽ trở về trip A, trip B trong chữ Y nha. Còn nếu các bạn bấm ra thì các bạn bấm dấu back lên, dấu cái mũi tên ngược nè. Dấu mũi tên ngược nè. Đó. Còn các bạn muốn chọn chữ trong chữ Y thì các bạn phải bấm vô chữ OK thì các bạn mới chỉnh trong menu được. Các bạn nhớ giùm Khanh. À, bấm vào chữ OK, back ra nè. Chọn vô nè. Rồi, cái phần phía dưới, đây là chữ P, tức là nó báo vị trí số. À, vị trí số, chữ D, chữ R thì nó sẽ hiện ra ở đây. Có một cái hay là cái xe mình là hộp số 8 cấp. Và khi mà các bạn chuyển các cái vị trí số á, thì nó sẽ báo luôn cả cái số của các bạn đi ở chế độ D luôn. Thì bây giờ Khanh chạy thử nè, D1 nè các bạn. Thấy không? D1 không ạ? À, M1 nè, chuyển qua chế độ số tay nè, D1 nè. Khi chạy thì nó sẽ lên số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nó sẽ hiện lên. Xe này 8 cấp. Chính vì vậy khi mà các bạn chạy ở tốc độ khoảng 100 cây số trên giờ thì nó sẽ lên số 8. Tức là mỗi km thì nó sẽ tương đương với lại là một số nó tương đương với 10 cây số, 10 km. Thì chạy khoảng tốc độ 80 đến 100 thì lúc đó dòng tua của các bạn nó chỉ rơi vào khoảng 1.600 vào một phút thôi. Thì lúc đó là tiêu hao nhiên liệu xe nó thấp lắm.
Còn các xe bình thường thì hộp số 6 cấp á, thì nếu các bạn chạy 100 cây số trên giờ á, nó sẽ khoảng tầm 2.000 đến 2.200 vòng một phút. À, như vậy thì cái xe VinFast các bạn đi đường trường nó sẽ ít hao xăng hơn. Bên phải, cái cần bên phải, đây cái cần bên phải. Để Khanh muốn giới thiệu chút xíu là nó có một cái chữ auto đây, các bạn phải bấm vào. Thì đây là chế độ gạt mưa tự động. Còn các bạn lên xe mà các bạn không bấm vào thì cái chế độ gạt mưa nó sẽ là chỉnh tay nha các bạn. Bấm vào, đây nó sẽ auto, thì trời mưa nó sẽ gạt tự động. À, đối với cái cần này nó sẽ ngược với lại xe Nhật. Xe Nhật thì các bạn muốn gạt một lần thì các bạn sẽ đẩy lên. Thì xe này các bạn muốn gạt một lần các bạn bấm xuống thì nó sẽ gạt một lần. Còn các bạn muốn gạt theo tốc độ và thời gian thì các bạn đẩy lên một lần, đẩy lên hai lần. Đây nó có số 1 và số 2. Nó có số 1 và số 2, các bạn nhớ giùm Khanh. Còn các bạn muốn gạt nước á, thì nó sẽ bấm vào. Bấm vào đây thì nó sẽ xịt nước. Đó. Đó. Gạt xuống cái là để trả về tắt. Hoặc gạt một lần, nhớ giùm Khanh, nó sẽ ngược với xe Nhật nha. Đây, đây là phần cụm đồng hồ. Rồi, ở phía trong xe thì nó sẽ có cái gương hậu tự động chống chói. Đây là chiếc gương hậu tự động chống chói. Thì đây là cái cảm biến, các bạn chỉ cần mọi thứ nó ok hết, không có vướng gì hết nha. Đối với cái gương hậu thiết kế này nó hơi to chút xíu, nhỏ hơn và nó mỏng, viền mỏng thì nó sẽ hay. Rồi về phần màn hình thì cái màn hình trung tâm của VinFast nó tới 10 inch. Nó sẽ bao gồm có camera 360 độ. Rồi máy lạnh, thì đối với điều khiển máy lạnh thì xe mình sẽ điều khiển là độc lập hai vùng. Bên đây là một vùng, bên đây là một vùng. Các bạn có thể bấm vào đây để tăng giảm nhiệt độ nè. Đây tăng giảm nhiệt độ. Đây tăng giảm nhiệt độ nè, độc lập hai bên. Bên đây nè, bấm vào này, nhiệt độ. Còn các bạn muốn chỉnh phần máy lạnh không thì các bạn bấm vào chính giữa thì nó sẽ chi tiết hơn. Nó sẽ chỉnh độ gió, chỉnh độ gió từng bên. Đây chỉnh độ gió từng bên. Đây chỉnh độ gió từng bên. Rồi. Chế độ lọc ion là khử mùi. Khử mùi rất là hay. Các bạn lấy gió trong, lấy gió ngoài nè. Chế độ AC max nè. Bấm điều hòa nè, tắt điều hòa nè. AC á, cái nút này là nút AC bình thường trên những cái xe Nhật á. Đây, bấm điều hòa. Các bạn phải bấm vào nó xanh lên thì nó mới lạnh nha. Còn các bạn không bấm á, thì nó sẽ ra hơi nóng á. Còn về các bạn chỉnh hướng ngồi thì nó sẽ chỉnh hướng nè. Đó, nó sẽ ngay độc lập. Đó, này là chỉ ngay chân của người lái thôi. Cái này nó chi tiết hơn xe Nhật, cái này hay. Đó, đây, ví dụ đi. Đó, Khanh muốn kiểu này. Ngay chân của người lái, người hành khách đó thì không muốn. Nhưng mà Khanh lại muốn ngay chân, không ngay người. Đó, các bạn sẽ chỉnh chi tiết hơn. Rất là hay. Còn chữ đồng bộ các bạn bấm vào thì hai bên nó giống nhau. Rồi, bên đây thì chỉnh tự động cũng được. Hoặc là độc lập cũng được, tùy theo các bạn. Rồi, bấm tắt nó đi. Đây là hay, nhưng mà đổi lại khi mà các bạn lái xe thì các bạn phải nhìn vào màn hình để các bạn chỉnh được nhiệt độ. Như vậy nó sẽ hơi mất tập trung. Trong màn hình này thì nó sẽ chứa đựng là, bấm qua đây thì nó sẽ điều khiển hệ thống FM, AM, USB, Bluetooth. Kết nối Bluetooth. Rồi, kết nối Bluetooth thì các bạn bấm vào cái nút này. Rồi, kết nối Bluetooth. Đó, thì nó sẽ bấm vào chữ tìm kiếm. Thì nó sẽ thêm thiết bị trên cái điện thoại của các bạn. Và điện thoại của các bạn chỉ cần mở Bluetooth lên là nó sẽ sợt thấy thôi. Rồi trong cái phần cài đặt này nó có thêm wifi. Các bạn phát wifi từ điện thoại phát qua để nó bắt wifi. Thì cái bắt wifi này nó chỉ có một cái chức năng duy nhất là để cho các bạn xài trên cái bản đồ. Thì nó sẽ hiển thị cái giao thông cho các bạn. Đây là giao thông nè, tình trạng giao thông. Nhưng cái bản đồ này thì nó dữ liệu nó hơi cũ chút xíu. Cái bản đồ này chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Thành ra Khanh phải treo một cái điện thoại lên để các có thể xài bản đồ Google Maps nó chi tiết hơn. Nó cũng có cảnh báo giao thông. Thì wifi thì các bạn phát wifi từ điện thoại phát ra, hoặc là có một cục wifi riêng á. Tùy theo điện thoại nó có chế độ phát wifi hay không nha, chứ không phải điện thoại nào nó cũng có. Rồi còn Bluetooth thì dễ rồi, các bạn chỉ cần bật Bluetooth lên là được. Bấm vào chữ tìm kiếm, hai bên gấp đôi là xong. Đối với xe, trên xe chỉ có vậy thôi. Còn đối với điện thoại thì bật lên là bấm kết nối thôi. Rồi, mấy cái này thì nó tiếng Việt không à, nó rất là dễ sử dụng. Còn cái núm này thì các bạn có thể điều chỉnh là cái âm thanh lớn nhỏ. Còn các bạn tắt màn hình, thì bấm tắt âm lượng thì bấm vào một lần. Đè giữ nó một cái là nó tắt tối màn hình. Tại đi ban đêm á,
cái màn hình này nó sáng thì các bạn sẽ bị chói mắt, thì nó chỉ còn hiển thị cái phần máy lạnh cho các bạn thôi. Đây. Các bạn muốn sấy kính trước thì các bạn bấm vào nút này, sấy kính sau bấm vào nút này. Sấy kính sau thì nó sẽ sấy luôn hai cái gương hậu hai bên. Các bạn nhớ dùm Khanh, sấy kính sau thì sẽ sấy luôn hai gương hậu hai bên. Thành ra chiếc xe này nó có một cái hay là các bạn sẽ sấy gương hậu hai bên. Đây, bấm vào thì nó sẽ sấy gương hậu hai bên, cái mặt gương nó sẽ nóng lên luôn. Cái phần mặt gương nó sẽ nóng lên cho các bạn. Mặt gương này nè, gờ vô nó sẽ nóng lên. Và cái gương hậu của xe thì nó sẽ nó không có tích hợp cảnh báo điểm mù, nhưng mà cảnh báo điểm mù, cái nút tam giác này là đèn cảnh báo điểm mù. Nhớ dùm Khanh, có những chiếc xe sẽ chạy song song cảnh báo điểm mù, cảnh báo cắt ngang, thì khi các bạn ve từ xe từ trong nhà ve ra thì nó sẽ phát hiện phương tiện đi tới, người đi tới thì sẽ báo tít tít cho các bạn. Rồi các bạn chạy mà các bạn muốn quẹo trái quẹo phải thì cái đèn cảnh báo điểm mù này nó cũng phát hiện ra hai bên, hai bên nha. Rồi bây giờ xuống phía dưới chút xíu, giới thiệu với anh em mình là về cần số xe. Thì cần số này là một cái cần số rất là, Khanh rất là thích, nó là cần số điện tử. Thì khi mà các bạn muốn đang ở chế độ P đúng không, P là đèn P nó sáng lên nè, các bạn muốn chạy về D thì các bạn đạp phanh và bấm cái lẫy, thì chúng ta chỉ cần cầm cái cần số gì nè, đó, cái tay các bạn cầm gì, cái lẫy cái sau này nó có cái lẫy, bấm đẩy cái lẫy, đẩy thẳng ra sau thì nó sẽ về chữ D, rất là hay. Còn các bạn muốn là đang chạy đậu đèn đỏ, đạp phanh lại đậu đèn đỏ đúng không, nhớ tắt cái dừng động cơ nha. Cái này đỏ là tắt nè, Khanh bấm đỏ nè. Rồi thì các bạn, cái tay của các bạn chỉ cần bấm qua chữ P là nó sẽ chuyển về cái chế độ mà P cho các bạn. Còn đèn xanh thì lẫy nó xuống một cái, rất là hay. Không cần cái auto hold, chúng ta cũng xài được chiếc xe, nhưng mà sẽ thêm một thao tác, nhưng mà rất là nhẹ nhàng. Còn các bạn mà muốn qua chữ R thì cũng bấm đập phanh và lẫy ra trước, lẩy thẳng ra trước, thì cái R gear nó kích hoạt, và khi mà chế độ gear kích hoạt thì nó sẽ kích hoạt luôn cái camera gear cho các bạn. Đây, D nha. Rồi, đẩy nè, R nè, đó các bạn. Camera gear nó sẽ xoay theo góc lái. Đây, các bạn biết được cái bánh xe của mình là xoay xéo bên trái hay bên phải, để không bị cái tình trạng là khi mà xuống xe bánh xe nó bị xéo, rất là khó chịu. Đây là chữ R. Còn khi mà các bạn chạy chữ D, chạy chữ D, đang chạy chữ D nha, các bạn muốn gạt qua M thì chúng ta gạt qua đây, thì M cộng trừ, đẩy lên là trừ nha, đẩy lên là trừ, tức là giảm số để các bạn đi đèo, giảm số đẩy lên. Còn các bạn muốn tăng số, tức là cộng lên, thì các bạn gật xuống là đến cộng. Ngược với xe Nhật, nhớ dùm Khanh, đang chạy đá qua từ chữ D qua chữ M là bình thường. Lỡ tay mà đẩy lên chữ N luôn cũng không sao, thì đang chạy mà lỡ tay đẩy lên N thì các bạn chỉ cần kéo xuống thôi là chạy bình thường lại. Còn đang chạy mà các bạn lỡ bấm P, không vấn đề gì hết luôn, chiếc xe không bị. Khanh sẽ làm một cái bài chi tiết rõ hơn về cái cần số cho các bạn. Rồi đang chạy mà lên chữ R là chắc chắn không rồi, đâu bấm được đâu. Đối với xe Nhật á, thì xe Nhật và xe Hàn thì còn đẩy lên được, chứ xe này là cần số điện tử không có đẩy lên được đâu. Rồi về trong cụm trung tâm thì hồi nãy là nút này là nút khởi động xe nè, nút này là nút tắt dừng động cơ nè, nút này là nút tắt cân bằng điện tử. Các bạn bấm vào thì cái hệ thống cân bằng điện tử nó sẽ tắt, nhớ giùm Khanh. Thì khi mà cái đèn cái tắt cân bằng điện tử thì cái đèn này nó sẽ hiện ra. Đây, Khanh bấm lại cho các bạn coi nha. Đây nè, đè giữ nè, đè giữ lâu nha. Đèn cân bằng điện tử nó tắt nè. Rồi chế độ kiểm soát lực kéo nó sẽ bật lên thay thế lại. Còn các bạn bấm đè giữ một cái nữa thì nó sẽ tắt đi. Chế độ lực kéo nó sẽ tắt đi lại cho các bạn. Thì khi mà các đèn, các bạn đè máy lên các đèn nó không còn thì các chế độ là hoạt động tốt. Các bạn nhớ giùm Khanh, không còn. Còn cái chữ dấu chấm than này, dấu chấm than này á, là do cái Khanh tắt cái dừng động cơ đi thì nó mới báo dấu chấm than nha. Rồi phần phía dưới nữa là cái hệ thống phanh tay điện tử. Thì các bạn chỉ cần đeo dây đai an toàn, kéo cần số, phải đeo dây đai an toàn nha, bắt buộc kéo cần số về. Các bạn đeo dây vào xe, đeo dây đai an toàn, cần số từ chữ P đúng không ạ, đang bấm chữ P đúng không ạ, kéo cần số về D là phanh tay điện tử nó tắt, là các bạn chỉ cần chạy thôi.
rất là nhẹ nhàng. Gần như cái nút phanh tay điện tử này không cần bấm gì hết, các bạn đeo dây an toàn vào là nó làm việc. Và khi mà các bạn bấm T, đây phanh tay điện tử tự động kéo lên, các bạn nhìn thấy đèn nha. Bây giờ khanh kéo nè, phanh tay điện tử mất nè, bấm về P nè, phanh tay điện tử kéo lên nè, rất là nhẹ nhàng. Rồi trong cái hộc này thì nó sẽ có cái sạc không dây. Hộc này thì có sạc không dây cho các bạn, cái sạc không dây nè. Rồi cái hai cái cổng USB nằm phía trong, cái hộc này rất là nhỏ, để được ít đồ. Đối với cửa sau thì các bạn lưu ý, nếu anh em nào muốn khóa an toàn trẻ em á, thì các bạn sẽ chọt cái chìa khóa cơ hoặc là cái vít vào để chúng ta vặn. Đây, vặn theo hướng này thì mở an toàn trẻ em, vặn theo hướng ngang này thì khóa an toàn trẻ em. Hàng ghế sau thì nó sẽ có một số tiện ích là cửa gió hàng ghế sau nè, cổng sạc USB nè. Đây, hai cổng sạc USB. Cổng sạc này các bạn có thể mua cái cục sạc USB sạc nhanh á. Sạc nhanh, những điện thoại bây giờ nó có sạc nhanh á, thì các bạn cắm vào nó sẽ hay hơn. Ở dưới là cổng sạc 220V để các bạn có thể xài laptop thẳng trên chiếc xe. Ở phía trên thì nó có nút, nó là nút rèm điện. Cái xe mình nó có cái rèm. Đây, các bạn lưu ý, xe mình nó có cái rèm điện nè, nút này nút rèm điện nè, các bạn bấm vào thì cái rèm nó sẽ chạy lên, các bạn bấm xuống, bấm đây thì cái rèm nó sẽ tuột xuống. Nhớ giùm khanh vấn đề này thôi. Sau khi đã xem xong video thì không biết anh em mình cảm thấy thế nào. Video của khanh cũng khá chi tiết, khá đầy đủ dành cho tất cả những anh em mới vừa đem chiếc xe về mà còn lọng cọng không biết là phải sử dụng nó như thế nào. Thì cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video của khanh. Nếu cảm thấy yêu thích, nhờ anh em nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để mình nhận những video mới nhất cập nhật về giá xe, khuyến mãi, chương trình mua trả góp, hướng dẫn sử dụng và chia sẻ những kinh nghiệm khi sử dụng một chiếc ô tô. Cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông, coi như một cách ủng hộ khanh. Xin cảm ơn.